Xưa kia có tòa thành tên Lâm An, trong thành có một thần y quán, trong đó có một thần y. Nghe nói người đó có y thuật cao minh, bệnh nhân được chữa trị chưa đến nửa tháng là đã có chuyển biến tốt. Mỗi tháng y quán chỉ phát số một lần. Đến hôm đó, những người lấy số xếp hàng dài, khiến đường xá tắc nghẽn đông nghịch. Đừng chen lấn, đừng chen lấn nữa. Nào nào nào, mọi người thư giãn đi. Số chỉ có nhiêu đây thôi. Hôm nay phát hết rồi. Các vị thành thật xin lỗi, thực sự đã phát hết số rồi. Tháng sau đến sớm hơn nhé. Mời các vị về cho. Mời về, mời về. Giải tán hết đi. Ôi, lại không lấy được. Không được, ta không thể chờ thêm nữa. Hôm nay ta nhất định phải lấy được số. Ta tên Tô Tiếu Giảng, năm nay 16 tuổi. Thường ngày mưu sinh bằng nghề bán hoa. Mua hoa không? Này, mua hoa đi. Cha mẹ qua đời từ sớm, ta và đệ đệ nương tựa lẫn nhau. Chân đệ đệ có tật, ta đã hứa sẽ nghĩ đủ mọi cách để chữa trị khỏi cho nó. Nên ta chỉ đành gửi gắm niềm tin vào y quán. Nhưng không ngờ, hôm đó một người xuất hiện ngoài dự đoán, đã xáo trộn kế hoạch của ta. Hắn là đại thiếu gia Cố Gia, châu báu thế gia, tài cao bát đấu, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong trong truyền thuyết, Cố Ngôn Tịch. Châu báu do hắn thiết kế, có kiểu dáng độc đáo, rất được ưa chuộng. Cố Gia vì thế mà tiền vào như nước. Nhưng con người hắn rất lạnh lùng, đã qua 18 tuổi vẫn chưa có hôn phối, khiến hàng vạn thiếu nữ thần hồn điên đảo. Câu chuyện giữa ta và hắn đã bắt đầu từ cái chân này. Tập 1. Cố công tử, có một bệnh nhân bệnh nặng, phòng dự chẩn cũng không chẩn đoán được bệnh gì. Có thể chân hàng được không? Để như anh đại phu khám cho cô ấy trước. Bệnh này là bệnh giặc, không cần làm phiền như anh đại phu. Ta có một bằng hữu có triệu chứng y như cô nương này, đã được điều trị rồi khỏe bệnh ngay. Xin hỏi công tử, cách điều trị thế nào? Tại quyệt thần đinh, châm cứu giải độc, châm cứu thả máu, phải dùng cây kim thô nhất. Cây này được đấy. Ta cũng có kinh nghiệm trong châm cứu. Bằng hữu của ta cũng đã được ta châm cứu. Đại phu cứ việc yên tâm. Lại ngất rồi, tình hình không ổn. Mau, mau khiêng vào trong. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Vậy là sao thế? Đi thay bộ quần áo sạch sẽ đi ạ. Đi. Bệnh của ta từ khi lọt lòng mẹ đến nay, mỗi tháng sẽ phát tác 2 lần. Nào, há miệng lè lưỡi. Theo ta thấy, bệnh của cô cũng không nghiêm trọng lắm. Vậy thì bệnh gì mới nghiêm trọng? Ít nhất cũng phải thổ huyết gì đó chứ. Chút nữa cây đơn cho cô, bồi bổ là không sao đâu. Vậy nha, người tiếp theo. Này, khoan đã. Trời, thế này đã nghiêm trọng chưa? Ban nãy cô nói là bệnh này tái phát định kỳ, nên mới đến xin số từ đại phu. Để lần sau tái phát cũng có thể đến khám. Tên gì? Tô Tiếu An. Ừ, Tô trong dạng vật phục Tô, Tiếu trong đại Tiếu, An trong giản An. Tô Tiếu An. Ừ, lần sau khi tái phát thì cầm bản tên đến y quán tìm tôi. Đa tạ đại phu. Sao cô tỉnh lại nhanh quá vậy? Nhưng anh đại phu y thuật cao minh. Đa tạ, đa tạ. Quá ra cô giả vờ bệnh là để lấy số chữa trị. Nghe nói gì vậy? Cái tên lừa đảo, lừa lấy số đúng không? Trả lại đây. Đúng, trả đây.
Như Anh đại phu làm chứng đi, ta trong sạch mà. Như Anh. Này, bắt cô ta lại, đừng để cô ta thoát. Nhìn gì vậy, mau đuổi theo. Vâng. Vinh sao vậy? Bị chó cắn. Con chó nào cắn mà giấu răng đều tăm tắp thế này? Con chó vừa chạy ra từ chỗ huynh, huynh còn hỏi ta sao? Ồ, huynh đã nhận ra từ lâu đúng không? Người ta nhất định là có nỗi khổ gì đó. Tên lừa đảo, dù cho có nỗi khổ thì cũng là lừa đảo. Không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, dạo này sức khỏe bà huynh thế nào? Đã dùng đơn thuốc lần trước, vẫn không thấy bà chuyển biến tốt. Mấy hôm nay bệnh tình lại nặng hơn, thần trí cũng có chút mơ hồ không tỉnh táo. Lần này đến đây, ta muốn mời huynh đến phủ khám cho bà lần nữa. Huynh có thể kê đơn thuốc khác hay không? Bệnh của lão phu nhân là tâm bệnh. Nút thắt trong lòng không được gỡ bỏ thì bệnh khó mà khỏi. Ta thật sự không có cách nào khác. Đã 10 năm trôi qua, Uyển Nhi muội muội vẫn biệt tâm biệt tích. Ngày nào còn chưa tìm thấy Uyển Nhi thì ngày đó tâm bệnh của bà vẫn còn. Tiểu An, để yên tâm, chúng ta sẽ càng lúc càng tốt hơn. Chúng ta sẽ có thể đến y quán trị khỏi chân đệ sớm hơn. Hôm nay ta còn lấy được số từ y quán thiên hạ đệ nhất. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Vâng. Bản tin đâu rồi? Như Anh đại phu, ngài làm chứng. Ta trong sạch mà. Như Anh. Này, bắt lấy cô ta. Tôi rồi. Sao vậy tỷ? À, không có gì. Ta vui quá, để quên bản tin ở y quán rồi. Thế thì phải chạy đi lấy. Ngươi là ai? Ai vậy? Ai đó? Không có ai. Đi thôi. Nhỏ tiếng thôi. Người khiến họ đến đây thì sao? Cách ngươi làm băng nãy, một là quá lớn tiếng, hai là ngã dập mặt, rất không chuyên nghiệp. Thế sao? Ta nhảy ở đây bao nhiêu năm cũng đâu xảy ra chuyện gì. Bao nhiêu năm sao? Thanh niên trẻ tuổi, đừng làm những trò tà môn bàn đạo, biết chưa? Mau chóng đổi nghề. Ta còn tưởng chúng ta là người chung chí hướng chứ. Người nói đùa à? Ta đây là lần đầu tiên, chính là đại thiếu gia nhà họ lấy đồ của ta. Đúng rồi, người có biết phòng đại thiếu gia ở đâu không? Ta biết, để ta nói cô biết. Cô đi theo con đường đó, rẽ phải, rồi lại rẽ phải, đi đến hết đường là tới. Núi xanh không dời, nước trong chảy mãi. Hảo hán, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Suýt chút nữa quên mất chính sự. Nguyên Hạc, y phục đâu? Ta sao?
Ngờ ra đó làm gì? Mặc cho ta. Thắt lưng đâu? Lại là cô sao? Không phải ta. Cô không thấy gì chứ? Không có, không có, không có. Cô, ta chẳng thấy gì hết. Ban ngày cô lừa đảo ở y quán, bị ta lật tẩy nên cô nghi hận ta. Buổi tối còn muốn đến nhà ta ăn trộm. Ta thừa nhận lừa lấy số là lỗi ta. Ta tên Tô Tiếu Giản, ta muốn để đệ khám bệnh. Họ phát quá ít số nên mới sáng sớm đã bị lấy hết rồi. Ta thực sự không còn cách nào khác mới phải làm thế. Cuối cùng bản tên rơi ở chỗ ngài, ta mới đến. Thật sao? Thật đó, ta xin thề, câu nào ta nói cũng là thật. Bản tên ở trong y phục ngài. Nói thế là ta đã lấy đồ của cô, còn vu oan cô nữa sao? Ngài nói thế thì ta cũng không thể phủ nhận được. Vậy chúng ta chẳng có gì để nói cả. Gặp nhau trên công đường. Ngài đừng như vậy. Bản tên ở trong y phục ngài. Ta lấy xong đi ngay. Cô xem người khác là đồ ngu đấy à? Này, người đâu? Ngài làm gì vậy? Ức hiếp người khác à? Ta, ngoại trừ ngài thì còn ai nữa? Ngài giàu có thì hay lắm sao? Hả? Đại thiếu gia Cố gia giàu sang thì có thể tùy tiện lấy đồ của người khác sao? Có tiền thì có thể ủy thế bắt nạt người khác sao? Hả? Hả? Cô muốn làm gì? Còn muốn làm gì sao? Ta... Có gì kia? Người đâu? Người đâu? Thiếu gia. Thiếu gia. Trong phủ có trộm, mau đi bắt. Đừng để chạy thoát. Rõ. Đồ điên. Nguyên Sương. Thiếu gia. Ban nãy bên ngoài ồn ào gì vậy? Nghe nói là trong phòng đại thiếu gia có trộm. Đại thiếu gia đang rất giận, bảo là tuyệt đối không được để trộm chạy thoát. Này, ta nhớ ra sách tiên sinh đưa đã để rơi bên ngoài, ta phải đi tìm. Thiếu gia, để ta đi là được. Không cần, ngươi không biết ở đâu đâu. Vì cái bản tên này mà suýt nữa thì tôi cái mạng. Kẻ trung sức sống này của ta rồi. Mấy người các ngươi qua bên đó lục soát. Dân, các ngươi qua bên này. Dân, một gốc cây một chậu hoa cũng không được bỏ qua. Dân. Sao vậy? Có người. Bên ngoài viên có bóng người. Qua đó xem sao. Ai đó? Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy người ta hẹn hò sao? Ngờ đời đó làm gì? Còn không mau đi bắt trộm cho đại thiếu gia đi. Đi đi đi. Gia đình trong phủ này cũng biết điều quá. Bây giờ trong phủ không an toàn. Cô mau đi đi. Ta nói cô biết. Cô đi bên đó, để vào rồi trèo tường thì có thể ra khỏi phủ. À, ngươi không đi cùng ta à? Ta không thể đi cùng cô. Hai người đi chung quá nổi bật. Ta phải đi bên kia. A Diệp ca ca. Nhất bái thiên địa. Nhị bái A Nương. Mẹ, có ca ca đây. Sau này mẹ không cần lo cho Tiểu Giản nữa. Mẹ nhất định sẽ khỏe lại. Phu thê giao bái. Phu quân, phu quân, phu quân. Tên lừa đảo, không được gọi ta như vậy. Mau trả ngọc bội cho ta. Cô, huynh còn chưa nói ta biết tên huynh là gì đâu. Đã thành thân thì huynh là người của ta. Phu quân ta tên là gì? Ta phải biết chứ. Đừng có được nước làm tới. Ngọc bội này đẹp quá.
không biết rơi xuống đất thì có còn đẹp thế này không? Ta tên Cố, ta tên A Diệp. Vậy ta sẽ gọi huynh là A Diệp ca ca. A Diệp ca ca, ta nhất định sẽ tìm được huynh. Hắn là Tô Tiếu An đúng không? Đúng thế, nó là Tô Tiếu An, ta là tỷ tỷ, tên Tô Tiếu Giảng. Hôm nay ta đến là muốn giải thích với ngài về chuyện lấy số. Ta biết cô giả bệnh từ lâu rồi, chỉ là ta muốn xem một nữ tử như cô rốt cuộc vì ai. Dù cho phải nôn máu cũng phải lấy cho được số. Đau không? Không có cảm giác. Hắn như vậy bao lâu rồi? Gần một năm rồi. Năm ngoái ta đưa đệ đệ lên núi hái thuốc, đệ ấy bất cẩn ngã từ vách núi xuống. Tuy may mắn nhặt được cái mạng, nhưng chân mãi không khỏi. Ta nghe nói Lâm An có một y quán thiên hạ đệ nhất, nên mới đến đây khám bệnh. Vậy cô đến đúng chỗ rồi. Chân của đệ đệ cô quả thật là vô phương cứu chữa, nhưng càng là loại bệnh vô phương cứu chữa thì ta càng phải nghiên cứu cách điều trị nó. Ta nhớ ta đọc trong Cố Thư có một cách châm cứu kết hợp với nắng xương chườm nóng vài tháng, có lẽ chữa được vết thương ở chân của đệ đệ cô. Tốt quá rồi. Chỉ là thế nào? Nếu như liên tục chữa trị, chi phí sẽ rất cao. Chỉ cần chữa khỏi chân của Tiếu An, những chuyện khác để ta nghĩ cách. Bán qua, bán qua đây, bán. Khách quan, ngài xem đi, đồ của ta vừa rẻ vừa tốt. Tuyển thị nữ rồi, vậy chẳng phải sẽ được gặp đại thiếu gia Cố gia sao? Đúng thế, nghe nói bổng lộc của Cố phủ cao nhất Lâm An. Thật sao? Cố phủ, vậy ta phải đến thử xem. Tên mặt lạnh đó, bổng lộc cao cũng đành chịu, ở đâu chẳng kiếm được tiền. Ý, không đúng. Mình vào Cố phủ không phải có cơ hội gặp A Diệp ca ca sao? Cố phủ bọn ta là phú hộ nổi tiếng ở thành Lâm An, tuyển chọn gia đình nha hoàn trong phủ tất nhiên cũng vô cùng nghiêm khắc. Chuẩn bị, bắt đầu. Thân là nha hoàn Cố phủ, thể chất sức khỏe rất quan trọng, làm việc phải mau lẹ. Tướng mạo cũng phải được lòng người, không thể làm chướng mắt phu nhân và thiếu gia. Có cô này là nhìn dặm dở. Cầm lấy tấm thẻ này, đi tìm quản gia điểm danh đi. Đây đều là thị nữ mới tuyển vào phủ, ngài xem thử đi. Không thấy mình. Ngẩng đầu lên, đại thiếu gia nói chuyện với cô đó. Bẩm đại thiếu gia, tiểu nữ đột nhiên nhiễm phong hàn, ho mãi không dứt, không thể ngẩng đầu lên trả lời, sợ lây cho đại thiếu gia. Là cô? Hai người quen nhau à? Yêu cầu của Cố phủ trở nên thấp như vậy từ khi nào? Loại người này cũng vào được. Này, ngài ăn nói cẩn thận một chút, ta thi vào đây bằng hạng nhất đó. Đúng, cô ấy là người đầu tiên có được thẻ thông qua, làm việc nhanh nhẹn lắm. Ông đưa họ lui xuống trước, ta phải xem cô ta có tài giỏi đến đâu. Vâng, đại thiếu gia, nào đi theo ta. Thiếu gia cái quái gì, bắt mình trồng xong số hoa này trong một nén hương, được mới lạ. Bỏ đi, vì A Diệp ca ca, mình nhịn. Phim được thuyết minh bởi Iramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cuối cùng cũng xong, phải mau chóng về ăn nói với tên mặt lạnh, xem hắn làm khó mình thế nào. Ôi bà à, bà cẩn thận chút, đi từ từ thôi. Uyển Nhi,
Bà nội, bà cẩn thận chút, đi từ từ. Sao? Bà à, bà nhận nhầm người rồi. Nguyễn Nhi, cháu quay về thật rồi. Bà ơi, bà ngồi đi. Nào, ngồi đi, cháu không phải Nguyễn Nhi, bà nhận nhầm người rồi. Đi đâu vậy? Bà à, lát nữa cháu gọi người đến đón bà. Cháu còn việc gấp, cháu đi trước. Nguyễn Nhi, thiếu gia, ta làm xong việc rồi. Thời gian một nén hương đã hết. Nguyên Hạc, đuổi cô ta ra ngoài cho ta. Thiếu gia, ta trồng xong qua rồi, ta có việc nên nán lại. Ngài nghe ta giải thích, ngài xem thử đi. Ngài không được làm vậy, thiếu gia. Không ai được đuổi Nguyễn Nhi của ta đi cả. Bà nội, sao bà đến đây? Bà nội, cuối cùng bà cũng đến rồi. Ôi, Nguyễn Nhi, là cháu thật sao? Mau để bà nội xem nào. Bà nội, cháu nhớ bà quá. Chuyện gì thế này? Không biết, bà cũng rất nhớ cháu, Nguyễn Nhi. Ôi trời, mấy năm nay cháu sống có tốt không? Vâng. Ôi trời ơi, sao cháu mặt bẩn thế này? Ngôn Tịch, cháu là ca ca mà chăm sóc muội muội kiểu gì thế? Bà nội, Nguyễn Nhi muội muội nóng lòng về nhà, cả đường hối hả về nhà, vẫn chưa thay y phục. Bà về phòng nghỉ ngơi trước, lát nữa cháu đưa muội ấy đi gặp bà. Nguyên Hạc, vâng. Lão phu nhân, xin mời. Nguyễn Nhi, cháu thay y phục xong, phải lập tức đến thăm bà nội. Vâng, vâng bà nội, mau lên. Rốt cuộc là thế nào? Trời ơi, chuyện này không thể trách ta. Do lão phu nhân cứ gọi ta là Nguyễn Nhi, không cho ta đi. Cô đang lấy bà nội ra để uy hiếp ta. Ngài cho ta ở lại, ta giúp ngài dỗ ngọt lão phu nhân. Tuy ta không biết Nguyễn Nhi là ai, nhưng ta thấy lão phu nhân căng thẳng như vậy, ta nghĩ là một người quan trọng. Ngài xem bảo bối mới về nhà, đột nhiên không thấy đâu. Lão phu nhân phải làm sao đây? Xong chưa? Thế nào? Y phục không tệ. Ngươi đi lui hết thị nữ trong phòng của bà nội. Cô ta như vậy không được để bất cứ ai nhìn thấy. Vâng. Đi thôi. Nhớ kỹ hết chưa? Nhớ rồi. Nguyên Hạc, vâng. Ngôn Tịch, bà nội, Nguyễn Nhi đến rồi. Ôi, Nguyễn Nhi, bà nội, cháu đến rồi. Mau ngồi xuống. Vâng. Ôi chao, bao nhiêu năm nay cháu đi đâu thế? Bà nội, cháu không còn nhớ chuyện lúc nhỏ nữa. Cha mẹ nói cháu không phải con ruột của họ, là họ nhận nuôi cháu mới nuôi cháu lớn khôn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Cũng nhờ ca ca kịp thời tìm thấy cháu mới đưa cháu về đây. Nguyễn Nhi đa tạ ca ca. Muội muội đa lễ rồi. Bà nội, bà phải uống thuốc rồi. Ta không uống, đắng lắm. Ngoan, để cháu đút cho bà. Thật không ngờ tên mặt lạnh này lại có mặt dịu dàng như vậy. Đến rồi. Đây à? Phòng của thị nữ chỉ còn căn này. Ta cũng hết cách rồi. Giờ ta đã là cháu của lão phu nhân rồi. Ta cũng là đại tiểu thư trong phủ rồi. Ta ở đây hình như không tiện lắm. Này, thiếu gia căn dặn rồi. Về phía lão phu nhân, cô chỉ cần sớm tối đến hầu hạ người uống thuốc. Thời gian còn lại cô vẫn là thị nữ trong phủ. Thiếu gia bắt cô làm gì thì làm đó. Có vấn đề gì à? Không có gì. Tốt lắm, cầm y phục đi. Đi thông thả. Ừ.
Hoàn hảo quá. Không uổng công mình dọn dẹp lâu như vậy. Nhưng mà A Diệp ca ca ở đâu nhỉ? A Diệp ca ca sao vẫn chưa đến? Huynh đến rồi à? Qua bên đó xem đi. Hôm nay trăng tròn thật. Phơi trăng tốt cho sức khỏe, thích hợp để tập luyện. Gần đây số lượng tuần tra trong phủ tăng lên. Lần sau huynh vào đây nhớ cẩn thận, đừng trèo tường giống lần trước nữa. Sao ta phải trèo tường? Thiếu gia, đêm hôm khuya cô ở đây làm gì? Ta đang đợi đón người. Thiếu gia, ngài có điều không biết. Nơi này thường có người uống say không cẩn thận ngã vào đây. Lỡ như ngã đến sức đầu chảy máu thì nguy hiểm lắm. Ta sợ họ bị thương nên cố tình ở đây giúp đỡ. Cô có ý đồ gì khác thì có. Sao? Ban ngày cô bị đày đọa, tối đến còn muốn giúp người. Ta giỏi như vậy mà ở lại cố phủ, quả thật quá lãng phí rồi. Đừng mà thiếu gia, ta còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Ta có đệ đệ bệnh nặng phải chăm sóc. Đệ đệ, nếu hắn biết mình có một tỷ tỷ dối trá lừa đảo, việc gì cũng dám làm, cô nghĩ hắn sẽ nghĩ thế nào? Đi thì đi. Tô Tiểu Giản ơi, Tô Tiểu Giản, thiếu gia nóng giận thì sao chứ? Nói ngươi vài câu thì đã sao? Bây giờ thì hay rồi, không kiếm được bổng lộc thị nữ. A Diệp ca ca cũng không tìm thấy. Bây giờ có nghĩ cũng muộn rồi, vẫn nên thu dọn rời đi thôi. Tiền mà, đi đâu cũng kiếm được. Con người có duyên ắt sẽ gặp lại. Đi thì đi, dù sao mình cũng không thích nơi này. Phải rồi, mình đưa cái này cho bà nội đi. Bà nội, phải uống thuốc rồi. Ôi trời, không uống, đắng lắm. Sợ đắng phải không? Nguyễn Nhi biết bà nội sợ đắng, cho nên cháu cố tình chuẩn bị cái này cho bà. Đây là gì? Cái này là mật ong. Bà ngậm nó vào miệng sẽ không đắng nữa. Cháu đã bỏ vài thìa vào thuốc của bà. Nào. Không đắng, không đắng, ngọt lắm. Nếu bà nội thích, sau này Nguyễn Nhi mang thêm đến cho bà. Được, được, nào. Ngọt không? Cô không sao chứ? Không sao. Sao huynh lại ở đây? Ta... trước đó ta nghe lời khuyên của cô, ta về nhà suy nghĩ, nhất định phải cải tà quy chính. Đúng lúc cố phủ bọn họ tuyển học trò nên ta đã đến, có thể theo họ học làm ăn gì đó. Sao cô lại ở đây? À, ta... chúng ta đúng là tâm linh tương thông. Ta cũng nghĩ có một công việc ổn định rất quan trọng nên ta đã đến cố phủ làm thị nữ. Vậy không chừng sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau. Lúc nãy cô ở trên cây làm gì? À, ta đang lấy mật ong cho lão phu nhân. Cô đúng là hiểu biết nhỉ. Miếng ngọc bội này huynh đeo từ nhỏ phải không? Cái này à, cô hỏi để làm gì? Vậy huynh còn nhớ ta không? Huynh, miếng ngọc bội này còn có ta. Vậy có lẽ là chuyện lúc nhỏ của ta rồi. Ta không nhớ nữa. Vậy à, thiếu. Đây là... ta giới thiệu với cô. Đây là huynh đệ cùng phòng của ta.
Khi nãy bọn ta đang làm việc, Quỳnh ấy nói không tìm thấy chổi, nên đi tìm chổi, đúng không? Chổi. Ở đây cơ à? Đây. Hèn gì không tìm thấy. Quỳnh để lung tung phải không? Bọn ta còn phải làm việc, ta đi trước nhé. Được. Hôm nay đa tạ Quỳnh cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp cho Quỳnh. Không có chi. Ngày mai vẫn là ở đây, ta cho Quỳnh một bất ngờ. Vậy quyết định vậy nha. Không đúng. Tên mặt lạnh đó sắp đuổi mình đi rồi. Mình đi rồi làm sao gặp A Diệp ca ca? Hơn nữa A Diệp ca ca còn chưa nhớ ra mình là ai. Không được, mình không thể đi.